hàng loạt thủ đoạn huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tiền trên mạng internet, người dân, doanh nghiệp sập bẫy những kẻ lừa đảo. Điển hình có những người đã hơn 1 tỷ đồng. Tiền của tôi là gần 1 tỷ. Tôi có liên lạc rất nhiều lần vào cái số điện thoại ban đầu gọi cho tôi để giới thiệu nhưng mà không liên lạc được. Những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt tiền như thế nào? Tiền đã chuyển đi đâu? Liệu có thể phát hiện và thu hồi? Tư điểm dòng chảy tài chính, đường đi của tiền. Cùng trao đổi với luật sư Trương Thành Đức. Vâng, đằng sau miếng phô mai thì rất có thể là cái bẫy chuột. Và đằng sau những lời mời chào hấp dẫn đến phi lý thì rất có thể là lúc chúng ta sẽ phải trả chi phí cho sự ngây thơ của mình. Rõ ràng là hàng trăm tỷ đồng đã tiếp tục bay ra khỏi túi tiền của những người nhẹ dạ chỉ lỡ tay click chuột một cái hoặc là nhấp nhẹ vào điện thoại của mình một cái. Và cũng một lần nữa cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa luật sư Trương Thanh Đức, rõ ràng là có rất nhiều những cái loạt bài và những cái phóng sự mà báo chí truyền thông cũng đã phản ánh rất nhiều về những cái thủ đoạn lừa đảo, nhưng mà không hiểu sao rất nhiều người họ vẫn tiếp tục mắc phải cái bẫy đó. Thì theo như anh, nguyên nhân lớn nhất là nằm ở đâu? Tôi cho rằng nguyên nhân đầu tiên phải nói rằng là những cái bọn nó lừa đảo ấy, nó rất trắng trợn, nó rất tinh vi, nó rất ghê gớm mà nó không bị phát hiện, không bị xử lý. Nó đã làm trót lọt được rất nhiều vụ rồi, cho nên là càng ngày cái mức độ nó càng nguy hiểm hơn, nó càng hoạt động trắng trợn hơn. Thế còn ngoài ra thì cũng phải nói rằng một nửa còn lại đấy là nằm ở cái phía nạn nhân. Khi mà họ có trường hợp là vì lòng tham, cứ nghĩ là đơn giản có thể là kiếm được cái khoản lợi nhuận kếch xù, cái khoản tiền thưởng, cái khoản khuyến mại ở đâu đấy mà nó chả có căn cứ, chả có cơ sở gì. Ngoài lòng tham thì là cái sự lo sợ, sợ hãi của người ta. Đấy. Khi mà nó dùng cái chiêu bài nó nói rằng là công an là liên quan đến vụ án hình sự, đến ma túy, đến rửa tiền gì đó thì tự dưng tâm lý mọi người rất là hoảng sợ. Cho nên là nhiều người mặc dù đã biết cái thủ đoạn đấy rồi, đã đọc báo nghe đài rồi nhưng vẫn có thể mắc vì nó rất tinh vi. Nó sẽ lái, nó sẽ làm cho người ta cảm thấy là như là sự thật, như là nguy hiểm đến nơi rồi. Vâng, như vậy thì như anh Đức vừa mới chia sẻ là cái nỗi sợ cũng là một trong những cái công cụ để mà những cái đối tượng lừa đảo đánh thẳng vào cái tâm lý của nạn nhân. Nhưng mà làm thế nào để mà chúng ta có thể phát hiện được đâu là những cái cuộc lừa đảo mà mạo danh cơ quan pháp luật, mạo danh cơ quan chức năng để tất cả khán giả họ có thể có được cái nhận biết cơ bản? Cái cơ bản nhất tôi cho rằng là đúng là những cái người đấy là thực sự là không có am hiểu, không có nắm được cái quy định tối thiểu của pháp luật. Các cơ quan chức năng ấy thì bao giờ cũng làm việc rất là bài bản, rất là chính quy. Sẽ phải gặp trực tiếp, sẽ phải có văn bản giấy tờ đàng hoàng. Dạ. Chứ không có chuyện này gọi qua một cái cuộc điện thoại xong này dọa dẫm, đe dọa rồi nêu cái này, nêu cái khác. Và thậm chí đôi khi người này có thể là biết cái dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu lừa đảo rồi thì họ lại lái sang một cái khác. Chẳng hạn tôi đã gặp một cái trường hợp khách hàng mất 70 tỷ thì họ lại không phải đe dọa nữa, họ bảo là phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra phát hiện xử lý cái vụ vi phạm hình sự này. Thì một cái người dân bình thường lại có hiểu biết thì sẵn sàng phối hợp và cứ thế nó dẫn đến câu chuyện là mất rất nhiều tiền. Và tôi thấy là không chỉ là cơ quan chức năng đâu ạ, đôi khi là ngân hàng nơi mà giữ tiền của chúng ta thì họ cũng bị mạo danh nữa. Mạo danh ngân hàng mời chào dịch vụ tài chính và yêu cầu là nộp những cái khoản phí để mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Thì đúng là ngân hàng là một cái nơi tôi cho rằng là một cái loại hình doanh nghiệp mà chấp hành pháp luật rất nghiêm túc, làm rất là bài bản, mọi cái quy trình, mọi cái yêu cầu là rất là chặt chẽ, chứ không có cái chuyện này gọi điện thoại để yêu cầu cung cấp mật khẩu hay là yêu cầu khách hàng cái điều này điều kia, đặc biệt là cái chuyện là phải chi phí này, phải nộp cái khoản tiền khác. Thì những cái dấu hiệu như thế, nếu như mà người không hiểu biết thì cũng rất có thể là bị nhầm lẫn. Chứ còn nếu mà người nào đã có kinh nghiệm rồi thì không thể lừa được trong những trường hợp như vậy. Như vậy rõ ràng là chúng ta cũng đã nhìn được ra là những cái dấu hiệu quan trọng để nhận biết được những cái phi vụ lừa đảo, đó là không thuộc cái trình tự mà cơ quan pháp luật hoặc là ngân hàng họ làm.